Vừa rồi các anh chị đã được xem 3 đoạn video clip. Hai đoạn video clip là của tập đoàn Elken và đoạn video clip cuối cùng là của một nhà phân phối. Và sau này khi các anh chị tham gia cùng với công ty Elken và chúng ta có những cái dịp đi du lịch thì hy vọng là các anh chị cũng ghi nhận lại những cái hình ảnh đó, để cho chúng ta khi chúng ta đi chia sẻ, chúng ta sẽ có chính câu chuyện của mình để đi chia sẻ cho những người mới. Và bây giờ thì chính thức bước vào cái phần huấn luyện buổi chiều ngày hôm nay, đó là về chính sách trả thưởng của công ty Elken cũng như là cách để các anh chị có thể tối đa hóa được thu nhập của mình, sẽ được trình bày bởi một MCCM rất là thành công là Quang Chi Hoa ạ. OK, chào các vị giả. Chào các vị giả. All our Vietnam leader. Đầu tiên là gửi lời chào đến tất cả các nhà phân phối tại Việt Nam. OK, today I will share with you about a very special topic. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả các anh chị một cái chủ đề rất là đặc biệt. And very important topic. Và cũng là một cái chủ đề vô cùng quan trọng. That is how to calculate our bonus. Đó là làm cách nào để các anh chị có thể tính được cái mức thu nhập của mình, cái khoản hoa hồng của mình. Our Elken marketing plan. Đó là cái chính sách trả thưởng của công ty Elken. Okay. Anybody know how to share Elken marketing plan? Xin cho hỏi là ở đây đã có anh chị nào có biết cái cách mà đi chia sẻ về chính sách trả thưởng của công ty Elken chưa ạ? Okay, 1, 2. Okay, not more, not many. Okay, never mind. Today, I will share in a simple but detailed about our Elken marketing plan. Thì tôi thấy là chỉ có một vài cánh tay giơ lên, nhưng mà các anh chị không phải lo lắng. Bởi vì ngày hôm nay tôi sẽ trình bày một cách đơn giản nhưng cụ thể và chi tiết về chính sách trả thưởng của công ty Elken. Okay, so let's start. Okay, Elken marketing plan, I think in the OPP, we always mention that we have 9 benefits. Thì thường là trong một cái chính sách trả thưởng của công ty Elken và trong những cái chia sẻ trong buổi OPP thì chúng ta hay đề cập là trong chính sách trả thưởng của công ty Elken thì sẽ có 9 khoản thưởng tổng cộng. Most of the leader will share, basically they will focus on the performance bonus. Tôi thấy hầu hết các nhà phân phối thì chỉ tập trung vào cái thưởng thành tích. But actually, performance bonus is not our main income. Nhưng mà một cái sự thật rằng là cái thưởng thành tích không phải là cái nguồn thu nhập chính của các anh chị đối với cái chính sách trả thưởng này. Leader, our income supports from leadership bonus. Bởi vì các anh chị đều là những thủ lĩnh, những người lãnh đạo, cho nên cái nguồn thu nhập chính của anh chị sẽ đến từ cái hoa hồng dành cho nhà lãnh đạo. Okay. So today I will share one by one to you. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ từng cái hạng mục một cho các anh chị. Các anh chị nào mà chúng ta có giấy viết thì chúng ta vui lòng hãy lấy giấy viết ra để ghi lại ạ. It takes about 2 hours. Cái thời lượng dự kiến là sẽ trong vòng 2 tiếng. Okay. So become our Elken VIP member. Okay. Is 150,000 Vietnam đồng. Đầu tiên thì để trở thành một nhà phân phối của công ty Elken thì chúng ta sẽ mở mã số và với một cái chi phí là 150,000. Okay. Our membership is whole life. Và cái mã số này các anh chị sẽ hoạt động cả đời luôn trên cái mã số này. With only one condition. Và chỉ với một cái điều kiện duy nhất. That is every year. You must consume or you must purchase at least one product. Đó là hàng năm thì các anh chị phải mua ít nhất là một sản phẩm của công ty Elken. One box of El Cafe, also never mind. Cho dù là các anh chị chỉ cần mua một hộp El Cafe thôi thì cũng được. Every time when you purchase one product, from the date of purchase, your membership will extend for another 12 months or 1 year. Thì cứ mỗi khi mà các anh chị mua một cái sản phẩm nào đó thì cái mã số của các anh chị nó sẽ tự động nó được kích hoạt và nó sẽ kéo dài cái thời gian trong vòng 12 tháng tiếp theo nữa, có nghĩa là thêm 1 năm nữa. So it means that if this month SV2 you buy one product LKB. Đó có nghĩa là ví dụ như trong tháng SV2 này các anh chị chỉ cần mua một hộp El Cafe thôi. After that, you don't buy any product until next year January SV1. Và sau đó thì các anh chị không mua một sản phẩm nào hết cho đến
tháng sau, cái SV1 của năm sau, xin lỗi. Okay, but SV1, you buy L cà phê. Và đến năm sau cũng là SV1, các anh chị mua một hộp L cà phê. Your membership continue another 12 months. Thì cái mã số của anh chị vẫn tiếp tục được duy trì thêm một năm nữa. So you just need to make sure that every customer every year buy at least one product. Cho nên là các anh chị chỉ cần đảm bảo rằng là mỗi người khách hàng, mỗi người tuyến dưới của chúng ta ít nhất là một năm phải mua một sản phẩm của Elken. Okay, right. If a member within one year, 12 months, never buy any product. Nếu như mà một nhà phân phối trong vòng một năm, có nghĩa là 12 tháng, họ không mua bất cứ sản phẩm nào của công ty Elken, the membership will be terminated on the 13th month. Mã số của anh chị sẽ ngừng kích hoạt trong cái tháng tiếp theo, tháng thứ 13. Okay. Các anh chị đã theo kịp cái này chưa ạ? So, every month must print downline listing. Okay. Như vậy thì một cách hướng dẫn cho các anh chị là hàng tháng các anh chị phải in ra cái danh sách tuyến dưới của mình. Follow up those members who are not purchased for that. Và các anh chị phải theo dõi là cái thành viên nào trong cái hệ thống của anh chị sau nhiều tháng họ không mua sản phẩm. Okay. In Elken, our Elken product only have two price. Ở công ty Elken thì chúng ta đối với bất cứ sản phẩm nào thì chúng ta cũng chỉ có hai cái giá thôi ạ. Okay. These two words you must learn, RP and DP. Thì hai cái giá này chúng tôi viết tắt là chữ RP của tiếng Anh, có nghĩa là giá bán lẻ, là retail price. RP is retail price, DP is distributor. Và cái chữ DP là distributor price, là giá dành cho nhà phân phối. Only member can buy at the distributor price. Và một cái đặc điểm là chỉ có những người nào là thành viên là nhà phân phối của Elken thì mới mua được với cái giá dành cho nhà phân phối. If you sell to customer, must sell at RP, retail price. Nếu như mà các anh chị, chúng ta bán cho khách hàng của mình thì bắt buộc các anh chị phải bán với cái giá bán lẻ. In Elken, only one price system. Và ở Elken thì chúng ta chỉ có một hệ thống định giá thôi ạ. Cannot price cutting. Các anh chị không được bán phá giá. Or in Vietnam, always say dumb price, right? No, cannot. Who if do so, price cutting will be terminated. Và một cái điều lưu ý là đối với nhà phân phối nào họ bán phá giá thì công ty Elken sẽ ngưng cái mã số của họ hoạt động ngay tức khắc. So now we start from the first benefit. There is our retail profit. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu từ cái hoa hồng đầu tiên, đó là cái hoa hồng bán lẻ. Okay. Means that you buy at the distributor price DP and then we sell to customer. Okay. So this will be 10 to 20%. Thì cái giá này sẽ được tính trên lệch là giá dành cho nhà phân phối. Chúng ta giá bán lẻ ở bên ngoài trừ đi giá nhà phân phối thì chúng ta sẽ có được một cái khoản lợi nhuận là từ 10 đến 20%. But Elken never advise distributor to sell product. Nhưng mà công ty Elken nhưng mà ở Elken thì chúng tôi không có khuyến khích nhà phân phối của chúng ta bán sản phẩm. Because if the customer today buy from me, not joining member, tomorrow he can buy from Thai. Bởi vì tôi đưa ra một ví dụ là ngày hôm nay khách hàng có thể một khách hàng đó có thể mua sản phẩm từ tôi, nhưng mà qua ngày mai thì cái người đó lại đến mua từ Thái. So we must try our best to close the customer become our member. Cho nên là khi các anh chị có bất cứ một cái khách hàng nào mới thì các anh chị phải làm bằng mọi cách để chúng ta có thể chốt lại và chúng ta sẽ giúp cho họ ký một cái hợp đồng trở thành nhà phân phối của công ty Elken. So that the customer, the member can enjoy, we call it discount from Elken. This is the performance bonus. Chỉ bằng cách đó thì cái người mà họ vừa mới trở thành nhà phân phối, họ mới nhận được một cái khoản hoa hồng, đó là hoa hồng thành tích từ 5 cho đến 20%. Okay, I always call this as a discount price. Và cái hoa hồng thành tích này thì tôi thường thường gọi là cái giảm giá. Bởi vì khi mà các anh chị ký một cái mã số cho một người mới thì họ sẽ được mua với giá dành cho nhà phân phối thì nó sẽ rẻ hơn so với giá thông thường, đúng không ạ?
Join Elcom member, you have the discount card. Như vậy thì các anh chị có thể chia sẻ với người mới rằng là hãy ký mã số để trở thành nhà phân phối của Elcom thì anh sẽ nhận được một cái thẻ giảm giá khi mà anh mua hàng. I tell my customer this is discount card, not member card, discount card. Cái bản thân của tôi khi tôi đi chia sẻ với người mới thì tôi luôn luôn nói với họ rằng đây là một cái thẻ giảm giá chứ tôi không nói đó là thẻ thành viên của công ty Elcom. It's like Co-op-mart. Right, Co-op-mart have a discount card, right? Giống như là ở Việt Nam thì các anh chị hay đi siêu thị Co-op-mart thì chúng ta thấy là có những cái thẻ giảm giá dành cho những cái khách hàng thường xuyên của Co-op-mart thì ở đây là một cái hình thức tương tự như vậy. So every time when the customer asks me why I must join Elcom member. Mỗi khi mà có một cái người khách hàng nào của tôi họ hỏi tôi rằng tại sao tôi phải trở thành nhà phân phối của công ty Elcom, trở thành thành viên của công ty Elcom. I said you join member, I give you a discount card. Every time you buy product, you get more discount. Thì tôi sẽ trả lời với họ rằng là nếu như mà anh trở thành nhà phân phối, trở thành thành viên thì tôi sẽ tặng anh một cái thẻ giảm giá. Thì bất cứ khi nào anh mua cái sản phẩm nào của công ty Elcom thì anh sẽ được mua với cái giá giảm so với giá bình thường. Okay. So this performance bonus, okay, is like this. I saw many leaders very good in sharing. Performance bonus. Và để thể hiện cái hoa hồng thành tích thì tôi sẽ vẽ cho các anh chị xem một cái nấc thang. Và tôi thấy rằng có nhiều leader họ rất là giỏi trong vấn đề đi chia sẻ. From the first purchase or first buy, first buy in Elcom, you already start to enjoy 5% discount. Sau khi mà chúng ta đã là nhà phân phối của công ty Elcom thì bắt đầu các anh chị mua bất cứ sản phẩm nào thì các anh chị cũng đã bắt đầu được tích lũy điểm và cái mức đầu tiên mà chúng ta nhận được sẽ là 5%. Okay. After 500 point, you will get 8% discount. Và nếu như mà các anh chị mua trên 500 điểm, tích lũy 500 điểm thì chúng ta nhận được 8%. Tích lũy trên 2.500 điểm thì chúng ta nhận được cái hoa hồng là 11%. Và trên 5.000 thì chúng ta nhận được là 14%. Trên 8.000 thì là 17%. You see, he know how to, she know how to explain already, huh? Very good. Follow me many times already. Okay, so what is the benefit? Và khi mà trên 12.000 thì chúng ta sẽ nhận được 20% cái chiết khấu. The discount, okay, is no time limit. Và một cái đặc điểm rằng là cái giảm giá này thì sẽ không có giới hạn về thời gian, cũng như là cái điểm tích lũy này họ sẽ được tích lũy cộng dồn và không giới hạn về thời gian. Because every time you buy the product, okay, every time you buy the product, okay, we will collect the point for you, okay, accumulate, okay, this is accumulative. Bởi vì khi mà các anh chị mua bất cứ sản phẩm nào thì công ty Elcom sẽ tính điểm cho các anh chị và sẽ cộng dồn lại điểm cho các anh chị. Cho nên ở đây chúng tôi gọi là tích lũy cộng dồn. Okay. So you join Elcom as a member, you start to eat Elcom Spirina. You eat for 10 years, then you will enjoy up to 20%, right? Khi mà các anh chị tham gia trở thành nhà phân phối của công ty Elcom, chúng ta sử dụng sản phẩm Elcom Spirina và các anh chị uống trong vòng 10 năm liên tiếp thì các anh chị trước hay sau các anh chị cũng nhận được một cái mức chiết khấu là 20% bởi vì điểm của chúng ta được tích lũy và cộng dồn không giới hạn về thời gian. So in Elcom, you eat Spirina, one day you can become our assistant manager. Và ở Elcom thì các anh chị sử dụng sản phẩm và một cái thời gian lâu dài thì các anh chị chắc chắn đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một assistant manager, là trợ lý quản lý. Chúng ta viết tắt là chữ A và chữ M. Okay. So here you must understand another three special terms, huh? PS, PGS and TGS. Và nhân nói về cái điểm số này thì tôi muốn các anh chị sẽ phân biệt được ba cái thuật ngữ về điểm số của chúng ta. Đầu tiên là chữ BS, thứ hai là chữ BGS và thứ ba là chữ TGS. PS, personal sale, is the sale, okay, you purchase on your own name or your own ID. Cái chữ BS này là thể hiện cái điểm số của chính các anh chị. Khi các anh chị mua cái sản phẩm nào cho chính bản thân mình sử dụng thì đó là cái điểm số các anh chị, nó sẽ nằm trong cái khung là BS này. Okay. TGS is your sales. Your sales include your member sales. Okay. Thì bây giờ xin giải thích ha, xin nói rõ một cái này. Các chị ghi là chữ BS là điểm số cá nhân. Còn chữ BGS này là
bao gồm điểm của chính các anh chị cộng với những cái người đội nhóm tuyến dưới của mình thì là điểm số nhóm cá nhân. Ok, TJS is okay. Your BJS include your manager sales, your leader sales. Còn cái chữ TJS này là bao gồm điểm số của các anh chị, của đội nhóm các anh chị và cộng thêm những đội nhóm họ đã trở thành cấp bậc quản lý rồi. Ok, so the performance bonus is not accumulate based on PS, no, it's PGS, your purchase and your downline purchase together. Và cái điểm hoa hồng thành tích này nó sẽ được tính không phải là cái tính trên cái điểm cá nhân của anh chị, mà tính dựa trên cái điểm đội nhóm cá nhân của các anh chị. Điểm hoa hồng thành tích này sẽ được tính dựa trên điểm số nhóm cá nhân của chúng ta. Ok. Mọi người đã theo kịp tới đây chưa ạ? Ok, number 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang cái hoa hồng thứ 3. Manager Achievement Bonus. Ok. 3%. Thứ ba đó là hoa hồng thành tích nhà quản lý 3%. How to explain this? Normally we call MAB. Thường thường thì các anh chị sẽ thấy trong cái bảng lương của chúng ta nó sẽ được viết tắt bởi chữ M, chữ A và chữ B. Ok. Before MAB, the performance bonus is for those, okay, for those not yet promoted to manager. Okay. Và lưu ý với các anh chị là ở cái khoản thưởng thứ hai là thưởng thành tích đó, thì là dành cho những người nào mà họ chưa đạt được cấp bậc quản lý. Okay. After this bonus, okay, you must at least qualify manager and above. Only you can get all this. Và từ cái khoản thưởng thứ ba trở về sau thì ít nhất các anh chị phải đạt được cái cấp bậc là quản lý trở lên thì các anh chị mới được nhận từ cái khoản thứ ba trở về sau. So what is MAB 3%? Như vậy thì cái chữ viết tắt là MAB là Manager Achievement Bonus, là thưởng thành tích nhà quản lý là gì? Every month, okay, company will take 3% from the total Vietnam sales, 3% from the total Vietnam sales and share to who have PGS more than 5,000 SV. Có nghĩa là hàng tháng công ty Elken tại Việt Nam của chúng ta sẽ lấy ra 3% tổng doanh thu bán hàng của toàn bộ Elken Việt Nam và chia cho cái điểm số nhóm cá nhân của tức divide by manager. The number of manager. Not the sales, total sales of manager with the PGS 5,000. Và chia cho cái điểm số của tất cả những cái người nào đạt cấp bậc quản lý và được 5,000 điểm SV trở lên. Okay. Thì họ sẽ lấy 3% và tính cho các anh chị có hoa hồng đó. Only manager who has PGS more than 5,000 SV, you can share this MAB. Và đây cũng giống như là một cái khoản chia lợi nhuận với nhà quản lý của công ty Elken. Thì chỉ có những người nào đạt cấp bậc là quản lý trở lên và họ duy trì được trên 5,000 điểm thì mới nhận được cái khoản thưởng này. Okay, so like me, now most of the time I'm building network. Giống như bản thân tôi thì bây giờ hầu hết thời gian của tôi là tôi dành để đi xây dựng tuyến dưới của mình, hệ thống của mình. Okay. I have no time to do PGS. Tôi không có thời gian để có được cái điểm số nhóm cá nhân. Okay, so I cannot share this 3%. Okay. Tôi sẽ không có được nhận 3% cái khoản này từ công ty Elken. Okay, So after this will be the manager bonus. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái khoản thưởng thứ tư, đó là thưởng hoa hồng lãnh đạo. Xin lỗi, hoa hồng quản lý, manager bonus. Now, manager bonus is 14%, right? Và cái thưởng hoa hồng nhà quản lý này là chiếm 14%. What means by 14%? Như vậy thì 14% này nó có ý nghĩa gì ạ? Total Vietnam sales. Okay. Tổng cộng cái doanh thu của Elken Việt Nam. Okay, Elken will take out 14% and share to all the qualified managers. Thì công ty Elken sẽ lấy đi 14% trên tổng cái doanh số của Elken Việt Nam và chia cho tất cả những nhà quản lý. Okay, that's why your upline always ask you. After you become manager, you must at least PGS
2000 SV, right? Manager bonus is the manager more than qualified manager. Xin lỗi với các anh chị là công ty Elkin họ sẽ lấy ra 14% doanh thu của toàn bộ Elkin Việt Nam và họ sẽ chia cho doanh số của những nhà quản lý nào đạt chuẩn. Thì thường các anh chị chú ý dùng cái từ là nhà quản lý đạt chuẩn, bởi vì khi mà chúng ta được những người tuyến trên của chúng ta chia sẻ thì họ hay nói với các anh chị là duy trì cái điểm nhóm cá nhân 2000 thôi, 2000 điểm SV thôi. Ok, right, understand? Not yet. Just 2000 SV. If you are qualified more than 2000 SV, then you can share this 14%. Thì cái quản lý đạt chuẩn đó là những người nào mà có quản lý và đạt được cái duy trì là 2000 điểm SV trở lên thì đó là quản lý đạt chuẩn. Họ sẽ được nhận cái khoản chia 14% này. Okay. So if you already promoted to manager. Nếu như mà các anh chị đã đạt được cái cấp bậc là quản lý rồi. But your PGS only do 1000 SV. Then you are not qualified to share this 14%. Nhưng mà cái điểm BGS của các anh chị lại dưới 2000 điểm thì các anh chị sẽ không nhận được 14% này. Okay. Các anh chị đã theo kịp cái này chưa ạ? Understand? So, our manager bonus we are follow leveling. Và cái thưởng quản lý này chúng ta sẽ theo những cái tầng của chúng ta, thưởng theo tầng. Okay. This is what you draw every time to share with your friend, huh? Và các anh chị hãy cố gắng chúng ta ghi lại cái sơ đồ này, bởi vì mỗi khi các anh chị chia sẻ cho người mới thì các anh chị sẽ vẽ cái sơ đồ này giùm tôi. Okay, from our own level will be 6%, right? Our own PGS 6%. Okay, then you can alright for the first level 5% and 4% and so on. Okay. Thì cái thưởng này là 6% cho chính chúng ta và sau đó thì sẽ đi xuống từng tầng 5%, 4% cho những tầng tiếp theo. Okay. So, if you are supplier manager. Okay, you are SM. Nếu như mà các anh chị đang ở cấp bậc là supplier manager. Okay, one line. Ở đây tôi chỉ vẽ một cái tuyến của các anh chị thôi. You only can get 3 level. Thì các anh chị sẽ nhận được cái hoa hồng ở 3 tầng của chúng ta, tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba. So, after that, if you create another manager here, you become RM. Và sau đó nếu như mà các anh chị xây dựng thêm được một người quản lý nữa, thì lúc bấy giờ các anh chị sẽ trở thành Ruby manager. Okay, we will pay you up to level 3, level 1, level 2, level 3, 3%. Và khi mà các anh chị có thêm một người quản lý nữa thì công ty lại trả tiếp cho các anh chị thêm một tầng nữa. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, 3%. Okay. So, if you are hardworking like Miss Mac, okay. Another one line, three manager. Okay, become EM. Và nếu như mà các anh chị chúng ta lại làm việc tích cực hơn, ví dụ ở đây chúng ta có chị Hoàng, các anh chị xây dựng được thêm một người quản lý nữa thì lúc bấy giờ cái cấp bậc của anh chị là Emerald Manager. Okay, now we need to reverse back. Forgot one thing, sorry. Xin lỗi các anh chị là tôi sẽ quay trở lại thêm một cái điểm rất là quan trọng cho các anh chị nữa. Okay, reverse back, okay, RM. Okay, if you are sapphire. RM, okay, we will give up to 3%, right? 3%, huh? 3%, okay. Plus travel fund. Và khi mà các anh chị được cấp bậc là Ruby Manager thì okay, các anh chị sẽ nhận thêm một cái tầng ở thứ ba là 3% cộng với một cái khoản thưởng quỹ du lịch 2% của công ty Elkin. Okay. Every time you promote one level, you will get extra bonus. Và cứ mỗi khi các anh chị phát triển thêm một cái tầng nữa thì các anh chị sẽ được nhận thêm một khoản thưởng quỹ một cái khoản thưởng nữa của công ty. Travel fund 2% means okay, 2% of total Vietnam sales. Okay, total Vietnam sales share to Ruby manager and above. Cái quỹ du lịch 2% này có nghĩa là lấy trích từ 2% của tổng doanh thu của Elkin Việt Nam và chia cho tất cả những người nào đạt cấp bậc từ Ruby manager trở lên. Okay, and the travel fund is qualified one time, you enjoy whole life. Và một cái đặc điểm nữa là với cái quỹ thưởng du lịch này thì các anh chị chỉ cần đạt chuẩn một lần, chúng ta hưởng cả đời. That's why, that's how you saw my video, huh? I qualified 13 years ago. Okay?
Every year, Elkin at least travel 2 times. Okay? So I already travel more than 30 countries. Đó là lý do tại sao hồi nãy các anh chị xem cái đoạn video của tôi thì tôi đã đạt chuẩn để hưởng cái quỹ du lịch này 13 năm trước. Thì tính tới thời điểm này là tôi đã được đi du lịch cùng với công ty Elkin trên 30 quốc gia. Okay. Tôi chỉ cần đạt chuẩn một lần và tôi được hưởng khi nào? So you don't become SN. You must at least RM. Cho nên là các anh chị, chúng ta đừng dừng lại ở cái cấp bậc là Certified Manager, mà các anh chị phải phát triển thêm. Chúng ta sẽ trở thành Ruby Manager để ít nhất chúng ta nhận được cái khoản thưởng du lịch của công ty Elkin. Start to collect your travel fund, okay? Đầu tiên thì các anh chị hãy cố gắng để mình đạt được cái thưởng du lịch trước. Okay, now like Miss Mai, okay, one more line here. Okay, one more line here. Bây giờ thì chúng ta sẽ phát triển thêm một nhánh nữa của mình. Then become EM. Và lúc bây giờ thì chúng ta sẽ trở thành Emerald Manager, viết tắt là chữ E và chữ M. Okay, so manager bonus, manager bonus, you will get another 2% here. Và đối với cái thưởng quản lý này thì chúng ta lại nhận được thêm 2% của cái tầng thứ tư, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 2% nữa. And plus extra benefit, year end bonus. Và lại được nhận thêm một cái khoản thưởng mới nữa, đó là cái thưởng cuối năm. Okay, also 2%, 2%, I know to say already, 2% from the total Vietnam sales, okay, total Vietnam sales share to Emerald EM. Thì 2% thưởng cái thưởng cuối năm này sẽ được trích trên tổng doanh thu của Elkin Việt Nam, được chia sẻ cho tất cả các anh chị nào chúng ta đạt cấp bậc từ Emerald Manager trở lên. Okay, right. Your end bonus also qualified one time, enjoy whole life. Và một cái thông tin nữa là cái quỹ thưởng cuối năm này cũng vậy, các anh chị chỉ cần đạt chuẩn một lần, chúng ta hưởng cả đời luôn. Okay. Duy trì mãi mãi. Okay. Every month, okay? Every month calculate your end bonus, okay? Right. Then Elkin will pay you on the 15th of January before New Year. That every country, year. Huh? Every country 15th January. Because we have the same New Year, right? So must give you before the New Year. Như Chi Hoa có chia sẻ rằng là cái quỹ thưởng cuối năm này sẽ được tính vào mỗi tháng và sẽ được chi trả cho các anh chị là vào ngày 15 Tây tháng Giêng. Có nghĩa là trước cái Tết Nguyên Đán thì tôi có đặt câu hỏi là có phải là tất cả các quốc gia đều trả một cái ngày đó hay không? Bởi vì đây là cái vấn đề liên quan tới việc chi trả. Cho nên là các anh chị cứ nhận thông tin ở đây trước là ngày 15 Tây tháng Giêng thì chúng ta sẽ được nhận cái quỹ thưởng cuối năm. Nhưng mà tôi sẽ xác nhận lại các anh chị sau khi tôi kiểm tra lại với Elkin Việt Nam. Right. Sure you want to get bonus before New Year, right? Nhưng mà một cái điều chắc chắn là các anh chị phải nhận được cái khoản thưởng cuối năm này trước cái kỳ Tết Nguyên Đán của chúng ta. Oh, then you can use the year-end bonus to pay this year. Okay? Okay, now, if you have 4 manager, 1, 2, 3, 4, 4 manager, still ESM. Và nếu như các anh chị có 4 người quản lý tuyến dưới thì chúng ta vẫn ở cái cấp bậc là Emerald Manager. Okay, if you have 1, 2, 3, 4, 5, 5 manager, then change already. Okay, now change DM. Và nếu như các anh chị phát triển 5 manager ở 5 tuyến thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ ở cấp bậc là Diamond Manager, viết tắt là chữ DM. Okay, now another level, 1%. Bây giờ thì chúng ta lại nhận được từ cái thưởng nhà quản lý thêm 1% nữa ở cái tầng tiếp theo. And plus, plus Tha Phan. Và cộng thêm một cái quỹ thưởng mới, đó là quỹ thưởng xe. Okay. Bạn. Bạn à, here có bạn á. Nhưng ở đây có một cái chữ nhân. To qualify cover, cover more, we give more 3%. Thì đối với cái quỹ thưởng xe này thì chúng ta nhận được tới 3%. 3% of the total Vietnam sales. Total Vietnam sales. Okay. 3% này là 3% dựa trên tổng doanh thu của công ty Elkin tại Việt Nam. Share to the Tha Phan Achiever in Vietnam. Chia sẻ cho tất cả những người nào nhận được cái quỹ thưởng xe này, okay, tại Việt Nam. You want to achieve Tha Phan? Các anh chị có muốn nhận cái quỹ thưởng xe này không ạ? No. Okay.
Then you must know one thing. Như vậy thì các anh chị phải muốn nhận được cái quỹ thưởng này, các anh chị phải biết được một cái điều kiện này. You must qualify diamond manager for 3 months consecutive 3 months. Thì để nhận được cái quỹ thưởng xe này, các anh chị phải đạt cấp bậc diamond manager và chúng ta duy trì 3 tháng liên tiếp. Okay. Like last month we have a first diamond manager. Not yet confirmed. Not yet announced. Not yet announced. Okay. If you qualify, diamond manager this month, SV2. Okay. SV2, SV3, SV4, three times. SV5. Elton will pay you car fund. SV5. Ví dụ như là ở Elken Việt Nam của chúng ta thì đã có người đạt được